Ok, và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thành Easy đây nhá. Mình là sẽ tiếp tục với series đó chính là Stickman Again of Stickman nhá. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ, nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Mình đang vượt biển anh em ạ, chúng ta đang vượt biển để tiến tới cái Ancient Rome ở đây. Thì thấy có vẻ là cũng có vẻ khá nhiều thứ à. Rồi mình sẽ mua một cái gì đấy, map là như nào, mua một thằng này đi ạ. Đào vàng chúng ta đào nhanh lắm, nhưng mà tôi có cần một thằng kiểu này nó phòng thủ anh em. Thực ra thì cũng không cần phải phòng thủ nhiều như thế này, tôi nghĩ là không cần phòng thủ nhiều như thế này anh em. Thôi kệ, hai rồi, ba rồi, có đấm nhau luôn à? Nhiều. Không phải rút anh em ơi. Nó ngang cơ à. Rút 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 rút, mẹ nó khỏe thế. Sao nó khỏe ra? Khỏe cả nồi, nó khỏe dã man anh em. Khỏe quá nhờ, này đấm sao? Còn này là thua ấy. Ra ngoài bây giờ thua ấy. Còn block chứ, nó còn block thêm cả đam ấy. Chết rồi. Nó có 4 con đào vàng liên tục anh em ạ. Chúng ta cũng có đào vàng mà. Mình cũng không xoắn lắm. Đủ rồi đấy. Mình nghĩ là mình đủ rồi. Lùi. Lùi anh em ơi, nhà sắp vỡ rồi này. Nó công cho vài phát nữa chắc là nát anh em. Hiện tại tôi có 2 barbarian nè. Cái lồng má đó. Lùi. Khó chịu quá anh em nhỉ. Sắp công được cái nhà mình rồi này. Đấm nó phát nữa chắc là thủng nhà. Rồi ok, không sao, không vấn đề gì. Ui ô, ok. Đập nó. Chết vợ. Có chịu thật sự luôn nhờ. Mình có bắn từ xa anh em ạ, tôi cũng không xoắn lắm đâu. Thích thì bắn thôi, thích thì chiến thôi cưng. Cái lồng ma chung này. Khỏe quá. Nó khỏe quá. Tấn công em ơi, thích thì tấn công thôi. Thích thì đấm nhau ơi. Quân nó chắc chắn nó sẽ bị thiệt hại khá nhiều anh em ạ. Sau khi mình có thể công được như thế này. Cố lên. Lượng đam của mình gây ra là lớn dã man luôn đấy. Chưa chỉ cần tăng cơ ở dưới thôi. Và sau đó sẽ là toàn bộ là như thế này. Nó tấn công liên tục, thua rồi. Đảm bảo sẽ thua thôi anh em. Nhìn xem, nhìn quân ai mạnh hơn. Quân mình dĩ nhiên là đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cái tình huống này. Nó vẫn tiếp tục là phải đưa quân lên để gọi là cố gắng giành giật lại những thứ. Nhưng mà không, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Quân mình bây giờ quá đông rồi. Nó chơi theo cái kiểu rồi. À, nhất chết rồi thì thôi à. Thôi mình tấn công anh em. Mình lên mình thịt cái bọn barbarian cũng như là cái bọn rút rồi. rút rồi. Đang rút hết rồi. Nó sẽ có 2 con anh em nhé. Chạy đâu. Đâu hỡi những người anh em ơi. Ôi hồ. Rút. Nó ném khá mạnh. Nó ném khá là mạnh à. Ý ạ. Nhưng mình không cho nó lên anh em. Mình cũng không cho nó lấy vàng. Đây là chiến thuật lấy thịt để người ha.
mình thì càng lúc càng đông nhưng mà quân nó thì càng lúc càng càng ít đi. Quân nó sẽ không thể mua được thêm quân đấy anh em, và sẽ bị chết dí ở trong này. Ây da, dạ dạ dạ, phi búa, bắt đầu búa gì rồi các bạn? Quân nó gần như không đỡ rồi. Mình chỉ cần đợi quân mình đông đầy đủ cái là mình vào mình công thôi. Với số lượng quân này thì hoàn toàn có thể công được. Đợi thôi, cho đợi thôi anh em. Cái lồng má nó chết một thằng rồi. Quân nó có thêm tiếp viện anh em ơi. Rồi quân mình có thêm tiếp viện mà, xoắn gì, thêm hai tiếp viện luôn. Xung phong, xung phong, giết rồi còn gì nữa. Chắc chắn là phải giết rồi. Chú thế quá là được với cái chiến thuật vườn không nhà trống của mình, không có đủ tuổi để trụ được luôn. Đây là bonus. Rồi hay nha. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục với phần campaign thôi. Mình hôm nay mình quyết tâm đánh đến cái Ancient Rome. Xấu rồi. Chúng ta sẽ cần phải đào vàng nhé, có thể ui Ancient Rome luôn anh em ạ. Đánh nhá, đánh đến thủ đô của Rome rồi. Wow. Ui. Có bọn cầm mũ vàng rồi anh em ạ, cầm kiếm mũ vàng rồi. Ui. Oh my god. Lạy Chúa. Chém khỏe lắm đấy nha anh em. Rút lui vào trong thành anh em ơi. Nó chạy khá nhanh. Ui ôi nó trâu ấy. Trâu ấy anh em. Bắn chết nó đi xong rồi chúng ta sẽ công ra ngoài. Chưa tỏ quả này là nó sẽ tấn công liên tục anh em ạ. Tấn công liên tục, khi nào thành của chúng ta nó không chịu được nữa thì thôi đấy. Thì dạng như vậy đấy. Chết dở rồi này. Sao mình không nâng cấp lên nhỉ? Shit. Bình tĩnh nào, mình sẽ cần Barbarian. Nó đợi quân nó mạnh này lên là nó tấn đấy, tấn công ấy. Còn lại tấn công tiếp rồi. Rút em ơi. Rút em ơi. Chạy. Mấy lại chạy như vịt. Cái lồng bàn của chúng mày đây. Ta đứng đây hẳn đây này. Có ngựa. Bây giờ thì quân về mạnh rồi. Quân nó về yếu rồi. Chẳng lẽ lại định đấm tiếp. Hai Barbarian. Bắn nỏ phía sau. Ba Barbarian. Nó có cung anh em ạ, đội quân cung thủ của nó gớm phết. Nhìn có vẻ chuất á. Nhưng mà làm thế nào mà so với cái tốc độ là khai thác vàng của mình nó nhanh như nào thôi. Nhìn chưa? Tốc độ khai thác vàng quá chuất luôn. Chuẩn bị rất là kỹ lưỡng anh em ạ, để đấm nó. Chuẩn bị ăn đấm ạ. Sẵn sàng. Sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu với các bạn trẻ nào. Sẽ cần thêm quân Barbarian. À, nó cũng chuẩn bị sẵn quân đầu lắm anh em nhá. Nếu mà xét về cái tương quan lực lượng là mình sẽ yếu hơn nó ấy. Nếu mà xét về tương quan lực lượng là nó khỏe hơn rất là nhiều. Chết tiệt, không biết đấu được không ấy. Speed nhân lên. Công bừa nhỉ. Nó gần nhà nó sẽ có lợi thế hơn khá nhiều anh em nhé. Nó gần nhà nó. Rồi ok, công đi. Thua thì thôi. Nhờ đang lao vào. Hai bên đang lao vào tiếp chiêu anh em ạ. Mình nghĩ mình đã đi mất. Dễ đi lắm anh em. Bốn hai quân vẫn đang gọi là thiếu hụt trầm trọng.
Nó trâu hơn anh em nhỉ. Vãi cả nồi, quân nó khỏe thế, quân nó khỏe thế anh em, quân nó khỏe dã man, phải cả đạn luôn, không đánh được là không bấm được cái này, không nâng cấp lên thì không đấm được thật anh em ạ, phải đợi quân này rồi. Ai, cha, trận này căng nhá anh em, căng đét rồi. Đét luôn, sợ thật, không biết đấu được gì đây. Có tăng công này, công này, tăng giáp này, hồi máu này, mua cái tăng công này ha, không có cái bắn thiên thạch này. À, ok, trận phát cuối à, thiên thạch này, tăng công. Quyết tâm hạ cái phòng phía phòng ngự của nó anh em ạ. Nó chơi là chơi rất là nhiều cái thằng ấy này. Tính sơ sơ là 2 4 6 8 10 12 thằng ngũ vàng. Chiến thật. Các bạn nó gần nhà nó chứ. Rất là mệt. Nhưng mà đào vàng không thể nhanh được bằng anh được rồi, cưng. Mình ít hơn, mình cái quân Barbarian ở phía trên mình ít hơn. Thế cay. Tăng công thêm một quả ném thiên thể nữa là xong. À, đợi anh em. Sắp đủ quân rồi, sắp đủ quân để mình chuẩn bị mang lên đấm rồi. Dĩ nhiên là như vậy, chắc chắn là như vậy. Không lùi nha, trận này phát này đấm mà không lùi luôn. Chỉ có tiến rồi. Cho full quân ở đây anh em ơi, sắp để full quân rồi. Chuẩn bị full quân rồi anh em ơi, tiến lên nào. Xung phong. Búp công lên. Nên tất cả những cái gì tôi có thể là đấm nó. Ui, như thế rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đến ngày này rồi. Tấn công vào thành Rome ạ. Ui. Công lên, đấm nó, chém nó. Chém. Rồi. Tí thua.